Mới đây, Châu Đăng Khoa và Oren đã xuất hiện trong một talk show để quảng bá cho sản phẩm mới vừa ra mắt không lâu, Chân Ái. Đặc biệt, trong buổi trò chuyện khi Châu Đăng Khoa được hỏi về việc có nghe được nhạc của Jack không, anh đã không ngần ngại và trả lời em không. Anh nói thêm trong các sản phẩm của Jack thì chỉ thích nhất là ca khúc Hồng Nhan, ngoài ra không có nhưỡng tượng. Đáng chú ý là Châu Đăng Khoa còn khẳng định thành công của Jack còn do ý kiến phía sau khi có sự hậu thuẫn từ phía người mẹ nuôi, khi có thế mạnh về tài chính và quan hệ rộng. Không những vậy, nam nhạc sĩ Châu Đăng Khoa còn không quên nhấn mạnh sự nghiệp của Jack không phải ca khúc nào cũng thành công, nhưng chính nhờ lượng fan khủng cùng hiệu ứng truyền thông đã tạo nên tiếng tăm như hiện tại cho giọng ca sóng gió. Ngay sau khi lời chia sẻ của Châu Đăng Khoa được công khai, đã có rất đông ý kiến trái chiều dành cho phát ngôn của nam nhạc sĩ. Một bộ phận lớn cộng đồng mạng đã tấn công khui lại scandal đạo thơ của Châu Đăng Khoa để phản bác lại lời nhận xét này. Thậm chí có người còn cho rằng nam nhạc sĩ đang cố tình tạo ồn ào để PR cho sản phẩm của mình, bởi việc động chạm đến Jack trong thời điểm này chắc chắn sẽ được dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. Châu Đăng Khoa nhận về hàng loạt bình luận tấn công sau phát ngôn về Jack. Tôi biết nhiều bài của Jack, còn nhạc của Châu Đăng Khoa tôi không biết bài nào. Không cảm được nhạc của Jack là đúng rồi, vì người ta không đạo nhạc đạo thơ của người khác, chứ ai như Châu Đăng Khoa. Nghe và cảm nhận là biết đạo của người khác liền. Thời điểm Châu Đăng Khoa lên tiếng cho rằng không nghe được nhạc của Jack cũng là lúc kênh YouTube mới lập chưa đầy một tuần của anh đã cán mốc hơn 1 triệu lượt đăng ký. Chính điều này càng khiến cho cộng đồng mạng và đặc biệt là các fan của Jack thêm phần cà khịa và tỏ ý phản đối lời nhận xét của Châu Đăng Khoa. Tưởng chừng như mọi chỉ trích chỉ hướng vào Châu Đăng Khoa, nhưng Oren cũng bất ngờ bị vạ lây. Cô cho biết những gì trong đoạn clip được lan truyền chỉ là clip teaser và chưa hề đầy đủ thông tin. Oren chia sẻ khi được hỏi về Jack, cô đã nói suy nghĩ của mình rằng âm nhạc của Jack rất lạ, độc đáo và thích nhất là ca khúc Hồng Nhan. Oren khẳng định không có ý đặt vị trí của cô cao cấp hay thượng đẳng hơn người khác. Việc cô có nổi tiếng hay không cũng không liên quan đến việc được hay không bày tỏ cảm xúc về bài hát của nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ bày tỏ rõ sự bức xúc của mình và cho rằng một bộ phận fan đã đi quá giới hạn. Oren cũng hy vọng đây chỉ là những anti-fan phong trào, chứ không phải cộng đồng fan của Jack, và mong muốn khán giả hãy xem toàn bộ chương trình để hiểu rõ thêm về sự việc, thay vì xem một đoạn clip đã được cắt ghép để hiểu sai lời nói của nghệ sĩ.